quay trở lại với kênh Anh Ba Phải TV. Thì ngày hôm nay mình sẽ tạm gác lại cái series sinh tồn, thử thách hay là trò chơi hay là nấu ăn gì đó, mình tạm gác lại hết luôn nha các bạn. Để chi? Để trở thành một thầy giáo cho mấy em ở đây. Hả? Chưa nghe xong câu chuyện đi mà hả cái gì? Biết tại sao anh trở thành thầy giáo hay không? Tại sao? Tại vì có rất là nhiều bạn yêu cầu dạy bơi cho hai thanh niên trẻ trâu này. Đó là thật ghẻ và thành lát các bạn. Nếu đã như vậy rồi thì ngày hôm nay mình sẽ không chọn anh Phú dạy bơi cho thật ghẻ và thành lát nha các bạn. Còn nếu nó mà có chống cự anh Phú sao? Nắm chân nắm tay quán. Ta có một cách. Bắt con rừng tròn. Làm gì? Cắn rúng. What? mày dám bắt con rừng tròn cắn rúng tao ha. Tao bắt con tắc kè thả vô quần mày á. Ghê mày, ta biết bơi mà. Tắc kè không liên quan tới bơi mày. Mục đích nó vô cái quần mày chỉ tìm xúc xích nó ăn thôi. Ngay bây giờ mấy em mình sẽ bắt đầu xuống nước và dạy bơi cho hai thanh niên này nha các bạn. Đi thôi. Khoan, tìm cái cây để quýnh mấy kia mới được. Chi mày? Thì tao là thầy giáo phụ mà. Đi lì lấy cây quất chứ đích nó. Cây đó là suy nha gì đó. Mày phải chơi cây này nè. Lì là quất thẳng chứ không có nói nhiều. Cho tao mượn nha. Nào xuống tao test thử coi. Thôi bỏ. Hôm nay 2B là học trò không được chống lại lệnh của năm thầy giáo rồi đó. Nào tao bay tầm hợp bay đây coi. Gì ghê mày? Tao thầy giáo phụ của anh Phú đó. Liệu hồn tụi bay đó. Dạ em chào cô. Dạ em chào cô. Chỉ bắt đầu từ đó đúng không? Trước khi xuống sông mấy em phải tập thể dục. Dạ biết rồi cô. Vô. What the hell? Gundam Star. Cô giáo này ghê quá thật ơi. Tụi em muốn biết bơi biết làm gì không? Làm gì cô Hòa? Chắc mày phải quýnh thôi vậy. Thì đã là thầy cô thì phải kêu bằng cô bằng thầy. Cô đã ơi, nay dạy bơi em hả? Cô đã. Ai cô mày? Trước khi bơi các bạn phải khởi động tay chân để tránh bị dập bẻ trong quá trình bơi. Khởi động bay. Cào cào có cái canh xanh xanh, nó bay rất nhanh. Chạy như bụi cỏ. Cào cào. Thể thao. Nó bay nhanh bơi rồi. Ok. Mim, phân tay lại. Nhảy xuống làm. Em biết rồi cô. Phân tay lại. Dạ, thưa cô nhã. Thầy dạy là như đi bộ đội vậy đó, biết không? Dạ. Thầy biết học bơi. Dạ. Để mình gấp lên đầu còn lặn xuống được. Như vậy đó. Lụm chiếc mền lên. Dạ. Đó. Ê, có vụ lụm mền luôn hả mày? Cái đó là nói trên lý thuyết thôi, chứ thực hành đi rồi biết. Mấy quỷ này tôi chơi gì hết đâu mà mày quay đạp tao xuống nước rồi. Tao không nghe tụi quay đâu mới nghe, tao chỉ nghe anh Phú à. Giờ mày nghe ai? Mày đừng nãy cầm cây tao sợ nha. Mày nhảy xuống nước liền. Gì hồi hộp với anh Phú? Thằng nào đâu lại đây liền. Mày đi đâu cặp xuống bờ vậy? Đừng. Mày đi ra ngoài này liền. Đừng. Cầm coi không biết coi. Tụi mày chẳng nó dịnh anh Phú đi nha. Hai ba nghe tao chỉ ngang. Đừng nghe ai đó nha. Đây thầy nhảy xuống vậy mấy đứa đây. Đây mấy đứa tập trung đây cho anh ơi. Anh Phú thầy giáo đâu mà để học sinh cuốn à. Bây giờ mình sẽ bắt đầu dạy mấy em bơi, nhưng mà trước tiên dạy từng người nha các bạn. Bây giờ là trước tiên dạy thật ghẻ bơi là mấy em mình phải lôi nó đi ngao mày sao mấy Phú. Nắm đầu lên. What? Dạ. Giang hai tay hai chân nó ra. Đúng không? Dạ. Nhờ mấy đứa kia hỗ trợ. Nó nghe nè, không có nhận nước nữa nha, nó không biết bơi đâu. Rồi thành lát không biết bơi, thành lát vô bờ chút đi. Nha. Rồi bây giờ. Rồi, rồi bốn đứa kia đâu ra đen nhờ chút này, bốn đứa biết bơi đâu. Chặn đi. Ở đây. Cầm tay nó thôi. Ra nước vô họng, không có la. Ra nước vô họng nha. Cầm tay. Từ từ. Bây giờ nè. Đặng cầm cổ nó chắc đặng. Nhầm. Nắm đầu. Ê nhầm. Nâng người đây. Đây. Tụi ba làm gì ăn bơi như con nhá vậy? Đến có anh nào đập luôn mày á. Bây giờ biết. Trời ơi trời, dậy bơi cho nó mà dậy đây. Anh Phú ơi, không bơi được không Phú? Phải bơi, ngày hôm nay quyết định phải dậy bơi cho cưng. Một trong hai phải biết bơi. Nhát gì mà nhát dữ không biết. Anh cứ nói hay không mà thử, anh bé không biết bơi đi rồi anh hiểu cảm giác. Tụi bé ác quá, chưa gì tao uống hết hai ngụm nước rồi đó. Hai ngụm mà nói làm gì? Hồi xưa tao uống cả mấy lít nước luôn á. Không biết bơi mà chạy vô trong không à? Không nghe tụi bay đâu, tao nghe anh Phú dạy à. Chắc phải có tao bơi nè Phú. Chưa. Trẻ mày bơi mày lá lạng không sao bơi được. Chứ tụi bay chấn nước không sao tao chịu nổi. Tôi nín thở được bao nhiêu lâu?
3 ngày 10 giây. Cưng nín thở được bao nhiêu lâu dưới nước? 3 ngày à? 3 ngày sao nổi lên đó luôn. Đâu cưng lặn dưới nước cho mình một chút rồi coi được bao nhiêu lâu nha. Không có hà hát thì không có cười nha. Bơi mà không có cười và cũng không có được khóc nữa nha. Lại giờ uống mấy ngụm rồi? 3 ngụm. 1, 2, 3. Lặn. Đừng bắt rồi. Được coi nó lặn bao nhiêu lâu nha. Để mình biết mình một ngày nước cho nó. Một ngày. Mình canh ra để nó mệt thì mình lôi nó lên nha các bạn. 2 ngày. 3 ngày. 4 ngày. Trời ơi. Dạy bơi cũng là một cái việc rất là khó. Trước khi bơi anh chấn anh tâm lý anh thật ghẻ trước là bơi là tất nhiên sẽ có uống nước nghe chưa. Mấy đứa kia có nào mà biết bơi không uống nước không? Ai mà phải uống nước mấy lần anh luôn. Tao uống nhiều lần khác nè. Nãy giờ mới bao ngụm thôi đúng không? Uống nhiều chút nữa biết bơi à. Giận tí tôi. Bạn Phú ơi đừng để tụi kia nó lo em ra. Thấy gì vậy bơi thấy kỳ công quá. Lúc đầu tao thấy sợ đó nha tụi bơi. Ê bay kìa nhìn. Lo anh thật ghẻ cái dục giữa sông quá. Hả? Là tự động nó biết bơi à. Chơi. Tụi bay liệu hồn Phú chữa chết. Đặng anh nhờ cái đặng. Đặng đứng trước. Phú đừng buông tay em nghe nha. Đừng thả cho nó quần em vô. Quần cái gì mà quần đó. Đúng rồi. Trời ơi thả nó xuống. Lên bàn tay nằm đi. Đập cái ngực cưng lên cái tay anh. Rồi chưa? Rồi đập chân đi. Ừ. Rồi. Mới đứt cái ra cho thằng kẹo ơi coi. Đập mắt lấy đập tay tay khua nữa. Tay khua nữa. Buông nào buông ra. Cưng à, thích bơi ếch, bơi ngựa hay bơi ấp hay bơi theo kiểu à? Cho kiểu gì? Cho. Rồi giờ thích bơi kiểu gì? Bơi ngầm được không Thu? Bơi gì? Bơi ngầm á. Rồi tao lâu thả lỏng cái tay ra để cho nó đạp đi. Rồi tay wow. Ôi anh Thu. Ừ. Mày bơi kì kì vậy kìa. Mày bơi mày ngậm miệng lại chứ. Mày cứ la mày cười không nước chơi sao? Chứ quỷ đẳng chạy bơi đó chờ lén nó không nghĩ sống rồi. Chọc mèo nào mày? Mày sờ mó tùm lum hết trơn à. Mày làm gì đặng? Tao phải tìm con chuồng nó đạp. Ai biết mày không chỉ biết bơi. Tao bắt con chuồn chuồn để cho nó cắn rốn mày mới được. What the hell? Một em chết mày rồi. Đây này các bạn, con chuồn chuồn đàng hoàng nha. Đưa con này cắn rốn thật mới được. Thôi tao chịu bơi anh Phú dạy em Phú ơi. Chịu mày chịu bơi không? Chịu. Rồi bơi mày. Quỷ này ghê mày chết thiệt chứ đúng không? Như vậy mày mới chịu học bơi. Đập chân đi. Rồi khua chân khua tay rồi vô. Rồi lâu lâu thả tay ra cái nha đặng. Gì nhanh như vậy? Đập nhanh chưa hả? Rồi thả tay ra. Thôi tôi bơi đi. Cái gì vậy? Đây nè trời đất ơi. Anh em mà nói gì hả? Ôi uống nãy giờ chín ngụm nước không bơi được luôn anh Thú ơi. Gì? Uống nãy giờ chín ngụm nước luôn. Thôi bây giờ bơi ra đây đi. Bơi ra đây anh giữ tay cho nè. Đặng vô nâng người cho thật ghẻ đi. Chắc quay vuông nha. Chị mà kêu vuông hết vuông. Rồi 1, 2, 3. Đúng rồi đi đừng có vuông liền. Ừ. Ừ cái gì. Đồ đổ liền. Hít hơi thật sâu vô cho anh coi. Lấy hơi sâu vô. Không có cười nha. Hít hơi sau nào. Anh đến tới 1, 2, 3. Hít hơi sau và lặn. Mò dưới đất đi nha. 1, 2, 3 con bỏ chân kìa. Trời đất ơi, di chuyển rồi. Sao vậy? Bơi một cái lưng anh quá. Bơi mà chìm chứ con không biết bơi nữa. Bơi nổi con không biết bơi mà bơi làm gì nữa. Vậy mới học chứ mày. Thôi mày nghỉ học luôn đi. Như tao nè. Mày em, chúc tao dạy mày. Thôi cô đẳng tha cho em. Đó, lấy hơi thật sâu vô. Khoảng cách bây giờ từ đây tới đây nha. Lấy hơi. Rồi. Đó, đi được xa hơn chút rồi đó. Cưng bơi chìm rồi đúng không? Mệt lắm hả? Thì ngày hôm nay thầy sẽ kiểm tra em. Nè, lặn ngập hơi cho thầy. Không là thầy nhận nước thấy mua nồi em luôn đó. Lặn đi. Bây giờ chịu khó bơi nổi ngóc cái đầu lên chút được không? Giờ anh lấy tay anh kè nè, nằm lên tay anh đi. Để thầy chỉ
Rồi mình lên tay chưa? Rồi. Làm sao chưa? Rồi đạp từ từ cái chân coi. Đạp từ từ thôi, không đạp gấp cái chân, đạp từ từ thôi. Qua tay. Rồi, bơi qua tay, qua nhẹ nhẹ tay ừ. Đúng rồi. Nâng rồi, tới luôn. Tới luôn. Sao bơi lủi vô bờ không vậy? Ra ngoài này nè. Rồi. Tới luôn. Hay lắm, tới luôn coi. Anh buông tay nha. Buông tay à? Rồi, bơi đi. Hay lắm, tới luôn. Tới luôn. Đó. Đó, vừa mạnh lên, mạnh lên. Uống mấy giọt nước luôn. Uống nước mới bơi được, nghe chưa? Anh muốn buông nó mà nó đạp không đi luôn. Từ từ, tại nó mới biết bơi nè, lại đây. Bơi nhưng mà bơi được có 1 miếng anh thôi. Thì tập từ từ chứ cưng, ai mà mới bơi liền. Bơi vậy là hay đó. Từ từ nha, lên nè, lên tay nè. Rồi, tự mở tay chưa? Rồi, bắt đầu anh đỡ bụng nha. Ráng cố gắng lên. Ngày hôm nay mà không biết bơi là anh mang dục ra giữa kênh tự bơi đó. Chuẩn bị nha, 1. Bơi ngậm nhanh không? Không, bơi như nổi chứ bơi ngậm vậy. Rồi chứ, 1, 2, 3, đồng minh đó, đá gạt, đá đặng. Đá đặng. Đó, ừ, hay quá. 2, 3, quà thương bè theo quà thương. Nâng đầu lên. Mất tiêu rồi. Để nâng bơi kìa, nâng đầu lên. Theo quà thương. Dỡ lên, dỡ lên. Đau quá. Ôi, anh ấy đã bị đứt đoạn giữa đường các bạn. Tưởng chừng như anh ấy đã chèm, nhưng cuối cùng anh ấy đã nhúc đầu dậy bơi tiếp. Nhờ có tôi, đỡ anh ấy lên. Sao vậy? Mốt bơi á, là bơi cho tới bờ luôn, không có việc gì thả chân xuống mờ nha. Cưng mà thả chân xuống dưới á, cưng mất một nhịp á, là cưng bị hụt hơi á. Dạ. Nhảy lên. Dạ cái mỏ cưng, cưng tới lượt cưng nha. Bây giờ tới lượt cưng bơi nè. Giờ bơi cho thật mấy lần cuối nha các bạn. Rồi bây giờ bơi nha. Rồi bơi nha. 1, 2, 3, bơi. 2, bơi. Cố lên. Cố lên. Cố lên. Cố lên. Đó. Bơi. Tập bơi cho nó chủ yếu rồi đi sinh tồn. Đừng cho nó đu một phút nữa. Cố lên. 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 Như vậy là thật ghẻ đó, hoàn thành khóa bơi này nghe các bạn. Thật ghẻ là có hết sức mình mới bơi được vậy đó các bạn. Đây là bài kiểm tra thực hành thực tế của anh Phú dành cho thằng Ngọc nha. Anh Phú sẽ quăng hộp ra giữa kênh luôn các bạn. Màu, hỗ trợ nha. Hai. Rồi bây giờ thật ghẻ sẵn sàng bơi theo kiểu thực tế nha các bạn. Là té từ trên xuồng té xuống. Và đây là pha ném bung bê răng. Nhảy vô đã. Thực sự học bơi cũng không có khó, quan trọng là các bạn có cố gắng, có kiên trì hay không. Cố gắng. Gì? Mà biết bơi mà, biết bơi từ bơi vô. Bơi không đi. Bơi mà không đi, gọi là biết bơi gì. Thôi nói chứ bữa hôm nay mấy anh em mình chỉ dạy cho thật ghẻ thôi nha các bạn. Bữa nào mấy anh em mình sẽ tập bơi cho thành lát. Các bạn thấy video hay và mình có giữ lời hứa thì các bạn hãy cho team một like. Và mình và các em xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye mọi người. Bye bye.